Mình hướng dẫn các bạn cách lấy hạt từ cây ngò gai nha. Các bạn bẻ những cái trái như thế này nè. Đây. Các bạn bóp nó ra những cái hộp như thế này nhé. Các bạn lấy những cái hộp này các bạn gãy và các bạn trồng thôi. Những cái trái vàng như thế này cũng được nữa các bạn. Nó vàng mà nó đen là được nha các bạn. Các bạn lấy những cái hộp này rồi các bạn gãy là nó lên nha. Hoặc các bạn chưa có điều kiện gieo liền đó, các bạn để trong mát. Đừng có phơi trực tiếp với nắng nha các bạn. Các bạn nếu các bạn phơi các bạn để trong mát thôi. Hoặc là nắng yếu thôi. Đừng có để trực tiếp nắng, nó sẽ hư hạt nha.